Hoảng à? Chế nhiều luôn. Này, S4 đang dạy này anh em ơi. Đây, mọi người chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là có đứa em nó đem con mồi này lên để thử này. Nhưng mà cũng có thể là có nhu cầu bán luôn mọi người nhá. Tập sự hơi nhát à? Tập sự anh cũng bây giờ mồi luôn ấy. Để mình treo lên để thử xem nào. Đã xem chim. Con này có một một lông đuôi trắng anh em nhá. Đây. Thử treo lên đây. Kia, một con nữa kìa, đem lên hai con mồi. Ai, buông tay chơi luôn này anh em này. Đấy, chứ. Đi từ dưới mê linh lên. Tí nó về lúc nãy anh thử lúc sáng sáng thử mấy con. Nó mấm tí đi bay thì đẹp nhỉ. Ừ. Này, con này lại mồi kiếm trắng này. Lông đuôi, lông đuôi. Đấy, xuống lại chế luôn. Chế con mơ đấy. Mơ chế. Úi. Cứ nhảy lên đâu nhỉ? Đấy. Ui cặp này sao ấy, cặp khác. Rồi vừa chế ở Mỹ anh em ạ. Về tận bãi nhà mình chế luôn. Hai cặp. Chế phân nữa đi cả tông. Bạn chế đấy. Con máu vô nhà chúng này là chế chứ. Chế mấy phát đấy nhỉ? Đẹp đứng thật. Ngay đấy. Rồi đang đấu nhau ở bãi chuối cho mình này. Đây hai con trống. Một mái. Hai trống hai mái. Hai mái à? Chỉ còn mái của nữa. Ý, hết chế thôi. Con chế thế đang căng. Con kia đang đuôi nó xòe ra. Ừ. Con sáu đấy. Đang tranh thùng nhau. Nè, con này bạo nhơi. Đẹp thật con kia. Con quá đẹp nóc rồi. Nóc mới đẹp đấy, con xuống lắm cái này. Nhưng con trên mới là con chế. Ừ. À, hai cặp. Ôi hết bố nó chế rồi. Đấy, đấy, hai con này đang vẫn ghê nhau ấy. Ừ. Không, đang kích, đang kích nhau lên ấy. Đang kích ấy. Vẫn sẽ chế này. Nó đang đấu nhau ấy. Lúc anh vừa rượt chim với Ngọc cũng thế. Toàn chế có khi vẫn cặp này. Thôi hết chế mà rồi. Ây à. Học kiểu gì nó vẫn sẽ thôi. Ừ. Này nó vẫn đang đang tranh nhau. Tranh nhau không? Đúng rồi. Thôi con kia hút con này. Con này chế đúng không? Đúng rồi. Chim về làm tổ ngay nhà mình nha anh em ơi. Con này con trống. Trống. Nhìn bộ này. Con mái ở trên nha. Đấy. Đấy. Bày lên đấy. Đang rượt chim nhưng mà chim vẫn về làm tổ. Chế liên tục nhỉ. Mình đang cho S4 dạy mới con non của mình thì con bạch lem này nó chế á không anh em? Đấy. Đang quay mới con nó đang chế ở trên cây keo này nhưng mà nó mình ra cái thì nó đi hết rồi. Đây lúc nãy con này này. Đang đấu loạn đây anh em ạ. Mấy cái tốp chỗ kia kìa. Đấu hết rồi. Ra nó sợ người luôn.
Đây đang đuổi nhau chỗ này này. Rất nhiều luôn anh em ạ. Đây nó con này nó ché tốt lắm này, mà mình ra phát thì nó sợ luôn. Ui con lòn ché nhiều quá, mình vào mình quay cho anh em xem nhá. Hoảng à. Ché nhiều luôn. Này, S4 đang dạy này anh em này. Mỗi ngày rượt này nó căng dần lên đấy. Hai con bên kia họ giống hệt luôn. Ăn không phải nó, con này không phải nó, không phải nó này. Ăn à, à. Gù. Đấu. Đấu. Khốn đấy. Mồi bổ tốt nha. Đứng xa quá. Tiếp tục lại về này. Đấy. Nhưng mà lúc nãy nó ché thì chả quay được. Đấy đang hai cặp đấy vẫn đang cạnh tranh nhau đấy. Hai con này to này. Con đứng cầu trên đấy. Trên thì hai con mồi đang rượt. Con này bướng à? Con nào bướng mới ra đánh nhau với mồi thì bướng. Nó nhờn này chứ. Cả trướng, cả trướng. Đấy, nhìn nó đuổi nhau kìa. Đấy. Hai con đấy. Đấy, nhìn nó săn nhau chưa mọi người. Đấy, tranh nhau chưa.
Đấy con mồi đào ché đây. Nó chạy lên trên hết à? Chạy lên trên hết à?